gì đây? Mình nghe nói là trong cái game Unity này thì bối cảnh nước Pháp xây dựng rất là đẹp, công trình kiến trúc rất là hoành tráng, kể cả các cái gì nhỉ, cái kiến trúc trong trong nhà nữa cũng được xây dựng rất là chi tiết. Hệ thống nhân vật NPC thì có thể lên tới đó là 5.000 người cùng một chỗ, rất là tuyệt đúng không nào? Như bạn thấy thì cái, về cái lối đồ họa thì nó được nâng cấp rất là nhiều, trông đẹp hơn rất là nhiều. Another day. Bao thế? Really? Vậy làm sao thì mình có thể vào phần option điều chỉnh. Damn you, man. Bỏ cổng thành ngay. Ok, đập sẵn ở ngoài. Thôi xong rồi, đồng chí để mở cửa rồi. Xuân này đồng chí không về rồi. Đây. Khởi đầu cho cuộc cách mạng chăng? Bối cảnh là cuộc cách mạng nước Pháp, đem đến sự tự do và thống trị. Về cái bối cảnh của cốt truyện ấy thì nó được nghe thì nó có vẻ rất là hoành tráng, nhưng mà theo các chuyên gia về các cái lĩnh vực game ấy thì họ đánh giá là có bề ngoài thì hoành tráng nhưng mà bên trong lại không có chiều sâu. Đây là điều rất là đáng tiếc cho Assassin's Creed Unity. Đây, nhân vật chúng ta đây tên là gì thì mình quên luôn rồi. À mà mình nghe nói là cơ chế gì nhỉ, cơ chế chiến đấu của tựa game này được xây dựng rất là mới, thậm chí nó thay đổi hoàn toàn so với cả trước đây luôn. Đây mình sẽ có lướt qua option một chút. Game option tiếng Anh xem nào. Sao option, hub option, control. Cứ tầm control cơ. Đây, control, spec, attack, interest, free look. Free look vậy là chuột phải à? Đã phát. Ném bom là F, bắt diều hâu là V, light poison, máu, reload à, đúng rồi, cái thời kỳ cách mạng của nước Pháp, nên chúng ta có thể sử dụng súng, skill Z, map, phantom blade, berserk dash, đây là vũ khí nhá, ui, chín số cả, camera up down, rồi không có gì thay nhiều. Không có nhiều thay đổi cũng như là tăng tăng cái số lượng nút lên, nhưng mà cái chức năng của nút thì đã bị thay đổi khá là nhiều. Mình sẽ qua phần graphic. Game này thì nghe nói là cực kỳ nặng luôn. À nó tự động điều chỉnh cái này các bạn. Graphic quality 2 à? Càng của mình nó càng 1050 nhá các bạn. Thôi cứ để 2 thôi. Trước thì ở cái phần Black Flag ấy mình cũng tao hao nâng lên phần Very High, cuối cùng game nó giật nó tung mỏ cũng lại phải ra chỉnh lại về 2. Rồi, Ready, Restore, Default. Đó là một phần về cái game option. Chúng ta cũng chỉ tìm hiểu qua thôi. Nhưng mà chúng ta trông xấu trai quá. Đi nha. Cứ kiếm nào, xuống nào. Không đúng rồi. Ta sẽ đi đâu đây? Chỉ biết là lao vào cuộc cách mạng. Nhưng mà có được chiến đấu không? Quên mất. Mình còn chưa bật cái gì nhỉ? Cái what the fuck saving cái gì ấy? À, phần cốt truyện nó đang nói thì chúng ta không thể nào ra phần option được các bạn. Chúng ta ấn SC nó chỉ bao thôi. Fuck. Cái gì? Ui, mưa tên. Được rồi. Mình phải bật cái gì nhỉ? Cái what the fuck kia? À cái serp lên đã. Ở đâu nhỉ? Cái option chứ. Serp đi đâu rồi? Serp tip của em đâu rồi? À hook option. Serp. What? Where the serp? Really? Thế thì nó ở đâu được nhỉ? The hell? Không, có ready thì không? Nó phải quanh nó, đâu đó quanh đây ý nhỉ? Graphic quality Switching Advanced graphic. Không có ở đây.
Ơ, cái sớm nó ở đâu nhỉ? What the fuck? Đuôi nhau à? Thường thì nó sẽ nằm ở cái phần hub option này hoặc là phần gameplay. Đâu ta? Đây, cái game option là general. Nhưng mà đây chỉ có game option thôi. Bluefish Epic Common AP. Là sao ta? Tiếng Anh đã mù rồi. Rồi, chút kiếm ra, chiến nào. Cơ chế chiến đấu thay đổi khá là nhiều trong cái phần ODT này. Nhưng mà mình thấy vẫn là cái kiểu chặt chém. À, sao đỡ ra? Ai ơi. Về đi. Draw weapon. À nè, cất lại chứ không phải cover. Cover là spike á. Trông chả có gì là giống kiểu đang sử dụng phòng thủ được cả. Rồi, lao lên chém á. Đồng đội à. Mày hả bởi. Mày hả bởi. Mày hả bởi. Ui. Ui. Ui à. Lát đi một đối phương mất nhiều thời gian đấy nhỉ. Có lẽ để cho game nó thật hơn nên chúng ta sẽ không còn khả năng là một VS mấy chục nữa. Bây giờ thì quay lại nào. Hold the bridge, giữ cầu lại, giữ cầu. Rồi, lại leo trèo. Chắc chắn rồi, đây là một sản phẩm, có thể nói là thương hiệu của Assassin rồi. Lên nào. Nhưng mà làm sao lên trên kia? Ta sẽ mở cửa được không? Như thế này à? Leo lên được rồi thì lại tắt đường, ok fine. Yeah, are you okay? À đây rồi. Có những ai là fan hâm mộ Assassin's Creed chắc chắn sẽ nhận ra ngay những cái chỗ để leo trèo đúng không nào? Cơ chế leo trèo khác là nhiều các bạn ạ. Chúng ta phải điều khiển nút nhiều hơn. Ấy, đúng rồi. Trước đây chúng ta chỉ cần giữ một phím V kép thôi, nó tự động nó lên một cách rất là dễ dàng. How to lên, what the fuck. Ui, giữ spike. Công việc leo trèo này có vẻ khác trước khá là nhiều. Oh, oh. Lên được không? Lên được không? À đây à? Đó, leo lên đi. Ấy, 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 đuổi nhau. À đây, may quá không chết các bạn ạ. Tưởng xuân này không về được cơ. Bạn, sao nó leo trèo kiểu kỳ lạ lắm các bạn ơi. Sao nhảy sang kia nhỉ? Fuck. Càng lúc nó có xu hướng leo càng cao các bạn ạ, chứ không phải là leo thấp xuống nữa. Thả tay luôn đi rồi. Ok. Vào đây rồi thì chúng ta sẽ đi đâu ấy? Đi đâu để xuống đây? À đây, có đường xuống này. Đây là một cái tháp canh. Cá nhân mình cảm thấy là chuột nó cứ bị delay kiểu gì ấy, khá khó chịu. Bạn nó cu đã really fuck. Chuột nó kiểu bị delay khoảng tầm gần nửa giây các bạn ạ. Nghĩa chúng ta di chuột rồi xong một lúc sau nó mới nhận lệnh nhé. Đúng rồi, nó bị kiểu như vậy.
xuống tiếp, chúng ta xuống tiếp và xuống như thế nào đây? Này thì nó lại what the fuck, cái game này kỳ vậy. Đi vào đây coi, nó ngay dưới chân chúng ta rồi. Hy vọng đường này chính xác. À đây rồi. Gì vậy? Tên assassin. Đúng rồi. Nhầm người đây em ạ. Sao chạy nhanh nhỉ? Ui. Ui, ai ok. Mất dấu rồi các bạn ạ. À đây rồi. Giết tên này. Đúng rồi. Giết người của anh mà thoát à? Xuân này mày không về rồi. Ê, cháy cháy. Bị cháy nữa à? À hay đấy. Cơ chế gameplay càng lúc càng có nhiều cái gọi là khiến cho mình tò mò ơi. À đây rồi. May hả bởi. À, vũ khí đặc thù Ezio Auditor đây. À E để đỡ. May hả bởi. May. Láo em. Láo em. Biết anh ai không? Biết anh ai không? Anh mà là nhân vật chính. Ây ôi. Cơ chế chiến đấu được thay đổi rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ phải chủ động hơn, như là dựa vào đòn đánh của đối phương để mà né đòn. Ấy à, cái gì đấy? Ơ, cơ hội ngàn năm của em. Vãi trưởng thật. À, giờ thì mà chạy của anh gái, chạy của anh phát. Sao nó hồi đầy máu các bạn ơi. Đỡ, đạp, chém. May hả bởi. Lần xuân này mày không về rồi. Anh kiếm rất là đẹp. Ui, vô lý. Cái này thì hơi điêu. Thật sự như vậy. Kiếm điện à? Why Assassin? Được rồi. Đó là một chút về gameplay của tựa game Assassin's Creed Unity. Được chưa nào? Các bạn hãy chơi và nghiên cứu cũng như là tận hưởng những cái tinh túy mà các nhà làm game Ubisoft đã có tạo ra cho tựa game phần game Unity này nhá. Bây giờ thì mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download và cài đặt tựa game Assassin's Creed Unity rồi. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để có thể cập nhật những game mới nhất mà mình chia sẻ nhá. À, đầu xuân năm mới thì cũng chúc các bạn có nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chơi game thế giới ảo thì cũng đừng quên thế giới thật nhé. Chào tạm biệt các bạn.